Ngày 10 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can Phan Trọng Đoàn, sinh năm 1972, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1975, trưởng khoa khám bệnh kiêm trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ, Đỗ Thị Hồng Hải, sinh năm 1974, trưởng khoa nội đều thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Quá trình điều tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường xác định năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, các đối tượng gồm Phan Trọng Đoàn, Nguyễn Văn Dũng và Đỗ Thị Hồng Hải đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tổng số tiền từ Quỹ Bảo hiểm Y tế trên 1,2 tỷ đồng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.